mất việc làm do bị chủ lao động sa thải. Cuộc sống bấp bênh. Đó là thực trạng hiện nay đối với lao động trong độ tuổi từ 35 đến 40. Đây là độ tuổi được đánh giá là giai đoạn quan trọng trong quá trình lao động bởi họ đã có quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu năm. Mong rằng là các doanh nghiệp cũng nhìn nhận vào những cái mặt tích cực của những người lao động ở những cái lứa tuổi mà ngoài 30. Đấy, mặc dù là họ có thể là không có cái năng động của tuổi trẻ nhưng mà họ có rất là nhiều kinh nghiệm trong công việc. Nguyên nhân sa thải lao động được các doanh nghiệp cho rằng một phần do họ không thích ứng được với thay đổi về công nghệ. Một phần chủ yếu là doanh nghiệp cần thay lao động trẻ hơn, khỏe hơn, năng suất lao động cao hơn. Lao động cũ mà người ta làm việc gắn bó lâu dài, tất nhiên là với thời gian và với cái mức tăng của bảo hiểm, đóng bảo hiểm ấy, thì nó sẽ gây gánh nặng. Tuổi 35-40, người lao động của chúng ta sau thời gian làm việc là 10 năm hoặc hơn 10 năm rồi, thì bắt đầu có biểu hiện là chân thì chậm, tay thì run, mắt thì mờ. Đấy là một biểu hiện. Nhưng mà biểu hiện này không được chủ doanh nghiệp đưa ra trực tiếp, mà nó lấy lý do là chuẩn bị thay thế một loại công nghệ mới, một loại kỹ thuật sản xuất mới. Hiện cả nước có trên 6 triệu lao động độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi làm việc trong các khu công nghiệp. Rõ ràng đây là một nguồn lực dồi dào cho thị trường lao động trong nước. Tuy nhiên, tình trạng sa thải lao động trong độ tuổi từ 35 đến 40 đang làm gia tăng tình trạng thất nghiệp và tạo thêm gánh nặng an sinh xã hội, gây lãng phí lớn nguồn nhân lực. Rõ ràng cái độ tuổi 35 này là những cái độ tuổi mà chúng ta vẫn có sử dụng. Cái tuổi lao động của chúng ta là phải đến 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Bây giờ 35 tuổi là không có việc làm ở cái khu vực này, có thể nói là lãng phí rất lớn đến cái quyền lợi của cái nguồn nhân lực. Và nó ảnh hưởng đến cái chính sách an sinh xã hội và cái chính sách việc làm bền vững. Để hạn chế tình trạng doanh nghiệp có nhiều cách lách luật, loại người lao động khi có tuổi ra khỏi khu vực lao động của doanh nghiệp, cần phải tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách về quan hệ lao động theo hướng đảm bảo việc làm bền vững và xây dựng môi trường lao động an toàn, bình đẳng, công bằng. Chúng ta phải xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện cái pháp luật về lao động, làm sao cho cái người lao động là cái người yếu thế trong cái quan hệ lao động phải được đảm bảo quyền lợi. Làm sao cho doanh nghiệp phải có một cái trách nhiệm là phải sử dụng lao động một cách là bền vững, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được cái tính linh hoạt của cơ chế thị trường trong cái sử dụng lao động. Hầu hết các lao động sau khi bị thôi việc đều mong muốn có việc làm mới để ổn định cuộc sống. Vì thế các ngành chức năng cần sớm có giải pháp để tình trạng thất nghiệp sau tuổi 35 không còn là nỗi lo của người lao động. Bên cạnh đó, người lao động cũng phải tự hoàn thiện bản thân, tự học hỏi, học nghề thuần thục để chứng minh năng lực, đặc biệt là kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc.